Sáng 16 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án ăn gian điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại địa phương này. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn vì vắng mặt nhiều người tham gia tố tụng. Theo đó, bị đưa ra tòa là 8 bị cáo từng công tác trong ngành tô dục và công an của tỉnh Sơn La. Bị cáo Trần Xuân Lính Trái và cựu thiếu tá Đinh Hải Sơn đến phiên tòa sáng ngày 16 tháng 9. Ảnh Gia đình xã hội. Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã triệu tập 43 người làm chứng, 47 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi bổn phận liên quan. Tuy nhiên, chỉ có 3 người liên quan, 11 nhân chứng có mặt. Trước việc vắng mặt của hàng loạt cá nhân được triệu tập tới tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La thực hành quyền công tố tại phiên xử đã đề nghị hội đồng xét xử sơ thẩm hoãn phiên tòa nhằm tiếp tục triệu tập những người nêu trên đến phiên xử để đảm bảo tính khách quan, vừa đủ của vụ án. Tương tự, luật sư Nguyễn Thị Kim Thành nêu quan điểm rất cần triệu tập và đánh rét tại tòa lời khai của ông Hoàng Tiến Đức. Những lời khai của nguyên đốc sở chắc chắn sẽ giúp làm sáng tỏ sự thật vụ án. Sau hội thi hội ý, thay mặt hội đồng xét xử sơ thẩm, chủ tọa phiên tòa Quản Hữu Chiến tuyên bố hoãn tòa. Phiên xét xử này sẽ được mở lại vào sáng 15 tháng 10 tới đây. Trao đổi với phóng viên, một luật sư bào chữa cho bị cáo trong vụ án này cho biết, việc vắng mặt ông Đức buộc hội đồng xét xử phải hoãn xử phiên tòa là hoàn toàn chính xác. Bởi ông Đức là nhân vật xuất hiện trong các lời khai của bị cáo, họ cho rằng sự tác động của ông Đức dẫn đến việc có nhiều thí sinh ở Sơn La được sửa điểm hơn. Ông Hoàng Tiến Đức bên phải ngoài cùng. Ảnh công an cung cấp. Tuy nhiên, trong lần làm việc đầu tiên, ông Đức chỉ thừa nhận có đưa bản danh sách thông tin 8 thí sinh để nhờ xem điểm trước khi công bố công khai. Lần làm việc tiếp theo, ông Đức phủ nhận không đưa bản danh sách nào cho ông Lính cả. Ông Đức được xác định là người có bổn phận liên quan đến vụ án. Chính vì thế, trong phiên xét xử, ông Đức cần có mặt để các bên hỏi nhiều vấn đề nhằm xác định rõ ràng hành vi, tội danh của các bị cáo. Sự vắng mặt của ông Đức sẽ làm cho phiên xử không khách quan, có thể không đúng tội danh đối với các bị cáo, vị luật sư này cho biết. Cũng theo vị luật sư này, phiên tòa có thể sẽ được mở lại vào tháng 10 năm 2019, khi đó cơ quan chức năng tỉnh Sơn La cần có biện pháp buộc ông Đức có mặt tại phiên tòa. Nếu ông Đức tiếp tục không đến tòa thì phiên tòa có thể sẽ không được diễn ra. Chính vì thế, cần có biện pháp áp giải đối với ông Đức để chắc chắn về thời gian xét xử. Đây là vụ việc được dư luận cả nước quan tâm, không thể vì một cá nhân nào đó mà làm ảnh hưởng được, vị luật sư này bày tỏ. Nói về vấn đề trên, ông Lê Anh Cương thư ký phiên tòa cho biết, do giấy mời triệu tập gửi đến địa chỉ nhà riêng, trong lần xét xử tới tòa sẽ gửi giấy mời song song đến đơn vị công tác của những người làm chứng, những người có quyền lợi và bổn phận liên quan để chỉ đạo các cơ quan sắp xếp lịch làm việc, tạo điều kiện cho cán bộ đến dự phiên tòa tới. Trường hợp người được triệu tập tiếp tục không đến sẽ thực hiện lệnh áp giải.